trên tàu để di chuyển về thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Từ Hàng Châu, thường thì mọi người sẽ có hai sự lựa chọn là di chuyển bằng tàu cao tốc hoặc máy bay. Bữa nay mình lựa chọn đi tàu. Mặc dù là vé tàu có thể cao hơn vé máy bay, nhưng bù lại mình được ngắm cảnh suốt chặng đường đi. Tàu này là loại tàu cao tốc, tốc độ khi đạt mức cao nhất có thể đạt tới 350 km/h. Mình đi chuyến này là hết 584 duyễn. Sau chừng 7 tiếng 50 phút thì tới, là khoảng chừng 1.400 km. Phong cảnh hai bên đường, đường núi thơ mộng rất đẹp. Trên tàu có sẵn một canteen nhỏ bán các loại thức ăn nhanh và cũng có nhân viên đi bán, nên cũng không phải lo lắng quá khi đi chuyến tàu dài chuyến. Quế Lâm xong, sau 8 tiếng hồ, một ngày trời cuối cùng cũng tới rồi. Hy vọng là ngày mai sẽ ấm áp, nhưng mà thấy có gì đó thời tiết ngày mai mưa, nhưng mà sau ngày mai một ngày là sẽ nắng, nên là chịu khó hy sinh thêm ngày mai nữa. Cứ lên bệ bắt của Quế Linh từ xe cảnh sát chạy cảnh sát thôi. Bây giờ đi về khách sạn. Bây giờ để mấy cái ghế massage này, chứ có ai sử dụng mà ai tính tiền theo phút nữa. Sảnh chính của nhà ga. Mình vừa tới khách sạn, tranh thủ đi ra ngoài đi ăn tối, cũng tranh thủ đi dạo phố đêm một chút.
Có một tiệm bán nước mía và mít tươi ở ngay đầu phố đi bộ, rất đông khách. Mình cũng tranh thủ một chút. Mít họ có hai loại, mít Việt Nam và Đài Loan. Nước mía thì uống nóng hoặc bình thường. Mít thì khoảng 25 yuan cho 500 gram, nước mía thì 10 yuan. Ngoài ra họ còn có hai đồ uống ngọt khác là trái lê hầm với đường phèn. Nước này rất tốt cho việc dưỡng cơ thể và thanh giọng, ngoài ra cũng mát gan. Nước còn lại màu nâu nâu là trà gừng với đường nâu, có thêm kỵ tử, uống vị gần như là chè, xong bổ lượng đó mọi người. You have a bag? Bag? Oh, bag bag. Okay, bag. Nam nè, con này là mít Đài Loan. Ở Đài Loan thì vàng vàng hơn, còn mít Việt Nam thì nó vàng cam mà ăn ngọt hơn. Đây, mọi người ơi, sau một hồi đêm đi ra hai chỗ nhà hàng Nhật Bản đó, mà ở đây hai cái chỗ đó không biết sao đó đóng cửa là 9:30 rồi, thế là không kịp ăn, tại vì có đứng chỗ đó là gần 9 giờ rồi mà còn có nửa tiếng ăn kịp thôi, đi ra chỗ khác. Đi ra gần chỗ khách sạn mà mình ở là nó có cái phố đi bộ này đã lắm mọi người, hoành tráng, hoành tráng lệ luôn, đông người. Một con đường dài bán đầy đủ đồ ăn chơi, đồ trà sữa, đồ nướng, thịt nướng, lẩu, rồi nói chung là các thể loại. Nhưng cuối cùng thì mình thấy cái chỗ này bán lẩu Thái, vô ăn thử thôi, làm sao nhỉ? Vô ăn tối thì xem thấy là có mía này. Mía bên này người ta làm mía hấp với lại con mía ép á, nhưng mà có mía nóng với mía lạnh có thể chọn. Cây mía như màu nó vàng thì vàng luôn, mà mình không biết cái này là mía gì. Nó vàng mà nó cảm giác nó mập hơn cái cây mía của Việt Nam mà vàng hơn. Nhưng mà mình như là mía bên này nó không ngọt bằng Việt Nam. Mình thấy cái mía Việt Nam thì mía màu xanh á, ngọt hơn, chỉ có điều nó gầy hơn thôi. Mía này đẹp mẻ hơn. Một cái hộp như vậy là 10 đồng. Cái này, cái bịch này khoảng chừng nửa ký này là 35 đồng. Là cái mít đó, thấy cửa hàng này có bán hai loại mít, một loại là mít Việt Nam, là với lại mít Việt Nam là giống mít nghệ, thấy giống mít nghệ màu hơi vàng vàng hay cam cam, còn có một loại mít là mít Đài Loan thì nó vàng hơn, nó vàng đậm hơn, mà mít Việt Nam thì ăn nó ngọt ngọt đậm hơn. Vô cái là ngào ngẹt mùi cà ri với mùi nước dừa, cốt dừa. Ồ. Lẩu đẹp quá hả? Đây, các bạn mới ra. Khay nữa. Cái là bàn này. Chỗ ăn lẩu mà giống như chỗ bánh trà sữa. Chú câu đẹp. Đẹp quá. Em chỉ giống như cảm giác giống như đang ở trong tiệm trà sữa. Mành nữa nè. Hợp lý á, không biết ăn ngon không đây. Lẩu Thái ở đây có hai vị nè, cái lẩu Thái Phong Dung,
có gì giống như con gì vậy đó. Cái lẩu thái, cái lẩu nước cốt dừa. Biết là hơi bị mát đấy mọi người. Nhà anh trang trí đẹp lắm rồi, trang trí y chang như là kiểu trà sữa, giống quán lẩu lắm không? Đẹp quá em. Trang trí giống kiểu chất thái á. Hiện đại mà hiện đại kiểu Thái. Cây bông hoa rồi trang trí từ xuống khối bỏ, nếu mà có con mưa nữa, mình lắc lửa mình quay chút nha.